Xin chào các bác. Các bác biết tôi đang ở đâu ạ? Vâng, làng đào Nhật Tân các bác. Làng đào Nhật Tân nhé. Thì tôi có việc ở chỗ Âu Cơ Nghi Tàm thì đi qua đây. Thấy là bắt đầu tuốt lá rồi. Vì năm nay có thể tuốt sớm một tí. Vì là có phải là năm nay sẽ rét. Rét rất là nhiều nên mình tuốt sớm tí. Đấy thì rất nhiều gốc đào đã được tuốt lá để phục vụ Tết các bạn, chơi Tết. Đấy, rất nhiều nhé. Tôi không tiện vào để quay tận vườn cho lắm vì là cũng chưa đến mùa bán các bạn. Vào thì cũng chả có ai, vào nhiều khi nó hơi bất tiện. Thì để ra xem một số cái hộ dân trồng đào họ tuốt lá các bạn nhé. Ở đằng kia kìa. À, nói chuyện bác tí là đào thì nhìn chưa có gì mấy nhưng mà quất kiếp thì quất với bưởi với cam canh thì là rất là đỏ rực rồi. Đấy, rất là không khí Tết các bác. Lại có chút mưa phùn nữa thì rất là thay. Đi các bác nhá. Đấy, một số hộ họ đã trồng đào như chỗ ở chuyển đi rồi các bác. Đấy, rất sớm. Chúc Tết khoảng hơn 2 tháng. Đấy thì em chuyển chậu em tính xong. Trồng sớm thế hả chị? Trồng sớm thế anh? Phải đưa lên chậu. À, đưa về nhà hay là mình chuyển đi? Chuyển đi. À, hai cây này thì bao nhiêu anh? Bây giờ đang là bao nhiêu? Dạ. Đẹp nhỉ. Trồng sớm. Cho em vào trong này một tí được không chị? Bây giờ đã chuyển đi các cơ quan rồi đúng không chị? Không, cơ quan thì chưa đây. Người ta thuê sớm hay là mình về nhà mình chăm? Về nhà chăm. À, không khí ra phết rồi đấy. Tháng này là bắt đầu tuốt lá được rồi chị nhỉ? Đang tuốt đấy. Vâng. Đẹp đất. Nhiều cái đẹp. Đây một dãy toàn. Toàn nào đẹp. Thời tiết có vẻ hơi âm u của Tết xuân như thế này. Nhìn nó, cảnh nó không tươi. Quất thì đỏ rực rồi nhưng mà đào thì vẫn còn hơi sớm. Dần dần đến Tết là vừa. Hôm nay thời tiết như này là đẹp hay xấu hả chị? Đào này nó mới đẹp, răm dày. Răm mới nụ rất dày. Đào ghép quá. Chính bãi Nhật Tân này. Lạc vào rừng đào. Chắc gần Tết tôi sẽ cố gắng ra đây một lần để quay những cái rực rỡ của nó vậy. Lúc đấy rất nhiều các bạn trẻ ra đây mà rất là đông vui rồi nó có hoa đào họ chụp ảnh rất là nhiều. Ở đây gần bãi đá sông Hồng với lại cái bãi để người ta chụp ảnh cái bên một cái cúc họa mi rất là đẹp, đang mùa cúc họa mi quá. Các bạn gái, các đôi nam nữ yêu nhau thì thường ra đây để chụp ảnh. Đào này thì gốc thì cũng tạm tạm các bạn, vì là mới, chủ yếu là răm thôi. Chứ thân thì nó còn non. Mình vào những cái là vườn sâu bên trong ấy, có những cây nó cổ thụ xù xì, thân rêu phong rất là đẹp. Còn đào này thì mình chơi chơi tán, chơi hoa,
gốc thì cũng có nhưng mà chưa được lâu năm, họ mới ghép một bác, ghép từ những cái phôi đào rừng này, nhìn rõ thấy những cái mắt ghép với lại thân nó khá là non. Chưa có cái cây nào đặc biệt lắm nên mình quay một phát. Đây, gốc này rất là to nhưng mà mắt ghép thì mới thôi. Hai bên đường các bác, hai bên đường bạt ngàn đào, rất là nhiều. Bạt ngàn là quả rừng đào mà. Các chị đang này tuốt lá đằng kia. Bắt đầu tuốt lá được mấy tuần này. Công việc cũng còn khá là nhiều đây. Dầm rất dày, họ làm rất là tốt. Vấn đề chỉ còn lại là thời gian để tăng tuổi thọ cho nó thôi, tăng cái độ già nua. Cái này có khá khá. Mình hứng cái lá này để dùng việc gì không chị? Cái gì? Thế sao phải hứng đắng này? Đắng cái lá đắng cái đổ đi cho nó sạch. À, nếu để đây là nó không tốt cây đâu. Cây đẹp nhỉ, gốc rất to. Của nhà mình luôn đấy đúng không chị? Hay là mình đi làm thôi, làm giúp? Dạ. Những cái cây như này năm nay Tết khoảng độ bao nhiêu chị? Cây này á, 4-5 triệu. 4-5 triệu. Dầm em là đi làm thì phóng sự hay làm gì? Vâng, em có một kênh riêng chuyên làm mấy cái này. Hóa đến tôi đến nhục ông Cường thì tôi vâng. VTV nó vậy, nó quay mà ông cứ dễ đùng đùng ra bảo không anh không ai đâu, cuối cùng nó bảo thôi. Còn kia thì bằng tuổi con ngân mà. Đấy là họ dàn dựng nhiều kiểu lắm, với lại quay kỳ công của em thì thôi, chú cứ tự nhiên này thôi. Cháu xin chú ơi, cháu đi có thể nó không có bài nữa đâu kia. À đấy là đội đấy là phải giao bài là phải có phóng, phải có tin. Nhất là gần Tết ấy là phải có tin liên tục. Này này đào biết xong đang làm. Ôi chú không ấy đâu, chú không xin, chú không ấy đâu. Bắt đầu chớm nụ là phải có tin ngay, những đấy. Cái tin mới. Thế là đứng ở đây là quay ở đây. Và thôi chú lên đấy chú đau lắm. Còn con Lam Anh được lên chuyển động 24 giờ ấy. Vâng. Xong con kia thì mẹ bố trên TV. Đấy, mấy ớ ra là thấy mình trên TV. Công nghiệp lên lâu rồi. Công nghiệp từ năm nào trở lên? Là nhà mình chỗ này quá nổi tiếng rồi. Nhiều người cái độ cứ rét này là họ muốn xem những cái tin tức của đào quất lắm. Nếu mà sớm nở một chỗ số cái nụ thì rất là hay. Nếu mà nở bây giờ là Tết lại la. Vâng. Nhưng năm nay rét có vẻ là sau là rét nhiều đúng không ạ? Nhà mình tuốt sắp xong rồi đúng không nhỉ? Mấy con mình tuốt tất cả hay là như chỉ những cái cây mà mình có ý định bán thì mới tuốt thôi? Không, nhưng mà phải xem cây chứ. Ví dụ như cây này là lá nó bắt đầu ố là mình tuốt được đúng không? Còn những cây này nó non này thì chắc chưa nhỉ, tuốt sẽ bị xước. À. Mình đây chủ yếu là đào phai đúng không chị? Cả phai cả đỏ. Đúng là đất trong đào trồng dăm nó dày như nơm.
sắp Noel này, không khí rất là dạo dực, nhất là tí rét rét, mưa phùn. Bên này mưa phùn rất là đặc trưng. Các bác có tuổi sợ chứ. Sợ lắm, xương giòn, xương à. Bây giờ giòn. Giờ ngã cái thôi, chết đến nơi, nằm một chỗ đi. Rét thế này. Không liền xương gì hết à. Đâu đi. Làm này vui nhỉ, hai ba người vui. Chứ mà một mình thì nhìn nản lắm. Bác thì cứ ngồi dưới thôi. Ôi ôi. Cuối tuần chủ nhật bây giờ là bắt đầu từ giờ đến Tết là đông lắm. Bà cứ vặt xong ở dưới là xong rồi, thành là thành công rồi. Tây những cái to này người ta thường thuê nhiều đúng không chị? Vâng, chứ chơi vì là người ta nhiều khi người ta chơi cũng hỏng đi phí. Mình không nên mua vừa đắt mà lại đến lúc khi chơi là... không biết chăm. Thứ hai là mình mua cho cơ quan mà từ sau là đất cơ quan không thuê được mà. Đấy. Người ta chuyển đến cho mình không mà. Vâng. Khi... xong lại người ta lại đến người ta lấy về. Mình không chơi nữa, mình hẹn ngày người ta đến người ta lấy. Đúng rồi. Nó vừa rẻ mà nó lại chính xác. Chuẩn bị sang năm lại chơi cây đấy lại đẹp. Mình thích mà. Vâng. Sang năm chơi thì mình vâng. Lại để lại cho mình vẫn thế thôi. Hay. Chứ mình mua xong đến lúc này vứt cây đi. Ý. Đúng rồi. Sang năm về người ta chăm được chứ mình đâu có chăm được. Vâng. Nhạc Giáng sinh. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Không thuộc. Nghe đôi từ. Đấy, bên này cút có vẻ sớm hơn khá là lâu rồi. Chắc được 1-2 tuần rồi. Đi một vòng luống đào các bạn nha. Các bạn nhìn thấy có thấy dạo dực không khí Tết không? Đây
xuống mắt. Rồi, không cái đấy cháu lại ra một lần nữa. Bây giờ cháu quay nó cứ chơi như củi này, nó không đẹp. Bây giờ quay cái cảnh mà tút lá thôi ạ. Vâng. Mùa ra hoa em ta đủ đấy, đông người. Vâng. Bây giờ người ta thích xem sớm hơn một chút bạn. Cây nào đẹp chúng bạn chúng bạn được. Vâng. Vợ hỏi cây này bao nhiêu tiền? Thế là vợ hỏi mua chồng chụp, con chụp. Được vài đúng rồi. Vài kiểu thế nào nó đi ra. Tức là nó hỏi nó chụp ảnh không phải nhái vàng, nó hỏi mua đào. Quất thì có vẻ sớm hơn nhỉ, bác nhỉ? Quất thì chín, thấy chín rồi. Vâng. Đào này là phải cho thời tiết nắng mưa, là phải cho thời tiết cũng không nói giỏi. Tôi chứng 100%. Là ông nắng cho 2 ngày là cười hết. Nắng là rất nhanh, nở bung. Thế mà lạnh quá thì cũng khó. Lạnh quá thì lại phải sưởi ấm nữa. Nhà mình gọi là nhà vườn gì bác nhỉ? Vườn đào sao hả? Không, có vườn nhà mình có tên là nhà vườn gì không ạ? Không. Thì nhà mình cũng cứ tết là bán hết rồi, nên chẳng có nhà vườn gì cả. Những nhà họ để cái nhà vườn có chỗ liên hệ nhé. Và anh Cường. Đi qua đây cái là nhìn thấy luôn mà. Ông ra kiểm tra à? Ông chủ kiểm tra của anh chắc. Cửa biết ngay. Cửa ngay là biết ngay. Rồi bây giờ là ngày nào cũng đang ngắm nghía chăm chút. Nhìn thấy sót lắm. 365 ngày mới được một cái tay như thế. Đúng rồi. Mà một cái tay thì bao nhiêu hoa. Càng nghĩ lại càng sót. 1, 2, 3, 4, 5 mầm, 6 mầm. Đấy. Vừa mới nào, vừa mới dày lá mà bây giờ xong rồi. Vùi xuống đất. Qua là cháu nó ra nó rất nhầm. Mọi người cứ đá nó đi. Kiểu này không có
kia nó không phải là cái thang toàn cái to. Ghế từ cái ngọn không được. Đang con nào con mang thang vào. Nhỉ? 20 tuổi trở lên đấy, lúc sáng mẹ thấy nói vô tuyến. Người ta còn phải khoa nói, người ta phải hiểu biết. Người ta phải hoạt ngôn. 20 tuổi trở lên. Hoạt ngôn có duyên. Không có khoa nói chứ con. Khoa vâng, nói. Tất nhiên nhưng người ta. Lý luận. Thứ nhất là rèn luyện, tức là cái không cha là phải có rồi, nhưng mà người ta phải có cái năng khiếu. Năng khiếu nữa. Có cái hoạt ngôn. Ứng biến. Ứng xử nhanh. Không rất là nhanh. Nữa. Nhìn nó phải được như anh đâm khoai trông cá cổ mẹ xem chương trình ghế các bà thì không hợp thì nhìn nó không thích thôi. Nhìn trông người thích cũng chắc chắn là mọi người Việt Nam thiếu cái người đẹp phải cho cái anh này lên chứ. Anh đánh nhiều người muốn giống anh không được. Xu hướng bây giờ là thường mượn ca sĩ lại nổi đấy để làm show chương trình. Người ta có nhiều người biết đến rồi thì nó dễ hơn. Nghe người nào nói hãy hấp dẫn mình buồn ngủ mình tỉnh dậy. Nghe người nào mà mình không thích thì mình phải đi ngủ cho nó đúng không? Đấy. Em là học báo chí á? Không, em bên khác. Tự có một cái kênh riêng của mình. Em có nghe, cháu có nghe cái chương trình về mà thì anh đi ở Thái Nguyên đấy nhỉ? Chết đấy, khổ nhỉ? Là phóng viên đấy. À, phóng viên vâng. Thì bão lũ dư tuần đấy. À, cái đấy thì qua lâu lâu rồi. Được 2 tháng rồi đấy. Cố quay cho nó sập cầu. Đấy là chuyên đưa những cái tin bão lũ. Ừ. Thiên tai. Và phải có mặt nóng tại hiện trường luôn. Ừ, để đưa tin về. Sau sập cầu xuống dòng người. Tội nghiệp khổ. Sinh nghề tử nghiệp à? Ừ. Khổ. Như vợ con thì con như thế này. Sáng đi thì còn vợ, còn chồng, còn con, còn bố. Bây giờ về. Còn phải đi tìm xác chứ. Ừ. Này nụ hơi thưa chị nhỉ? Hơi thưa, hơi muộn một tí. Đúng rồi, hơi thưa, mỏng răm. Bên này thì có vẻ dày hơn. Thằng Huy đi về rồi chứ quá. Về đâu? Đi ô tô về rồi. Ô tô về luôn. Anh đi kia đây, anh đi bộ. Cây thì sợ lắm, cây thì to to mà nó cứ ở bên phía bắc thì nó khó. Cẩn thận nhé. Cây thì to lắm. Hết 200.
cây bên này. Nó có bảo để cho nó không để là không để. Con đấy đẹp như hiền đấy, không bằng hai con kia đâu, hai con kia khôn lắm. Ôi giời. Ơ. Sạch nhỉ thế. Cũng vất thế. Không, con này sờ nó hiền, nó không thang kia nó trông ra nhưng con này hiền hơn. Mũ ra đây. Giờ lại sướng thế. Lại mang cơm cho nó ăn đi. Vâng, có hoa lại có phóng sự về hoa riêng. Không có hoa đẹp kiểu. Vâng, quan trọng là mình có tin sớm. Ngày trước thì nhà ông Vũ còn quay từ nút ghép nhá, xong lại quay đến cái cây nó bắt đầu nó nhú lên, nó trưởng thành, nó bắt đầu cây to. Đúng rồi. Đấy, quay từng thời gian nó trưởng thành một. Tùy vào ý đồ của người ta muốn làm phóng sự về cái gì. Rồi, cháu cảm ơn bác nhá. Cảm ơn các chị các anh nhá. Nào có hoa cháu lại xin phép ra. Dạ vâng. Đấy, cây đấy đẹp. Dạ. Rồi. Mọi người tiếp tục nhá, cháu xin phép.